công ty chúng tôi có chuyên môn về truyền thông và nét văn hóa của công ty, là muốn đóng góp những cái kỹ năng của mình cho các hoạt động xã hội, cho các trung tâm bảo trợ xã hội, để họ có thể nhân rộng cái mô hình, hoặc là để mọi người biết đến cái trung tâm của mình. Các vấn đề xã hội vẫn còn đó, vì vậy nên khi Vi đến với tình nguyện viên chuyên môn, Vi muốn sử dụng chính công việc mình làm tốt nhất, chính chuyên môn của mình, để mình có thể góp một phần nào đó giải quyết những vấn đề còn lại của xã hội. Khi mà em biết đến trung tâm Linh á, thì em biết rằng mình có thể sử dụng chuyên môn của mình để giúp đỡ cho những cái cô và những cái tổ chức phi chính phủ, những nơi mà không có nhiều điều kiện hay là cũng hơi thiếu thốn nguồn nhân lực. Thì em nghĩ rằng cái kiến thức chuyên môn của mình có thể giúp đỡ được cho người ta. Bởi vì bản thân các thành viên của Freemaker cũng muốn tạo ra một cái đóng góp cho xã hội, nó có tác động về lâu dài và dài hạn hơn giữa chân chuyên môn của mình. Cái mà Vi nhận được nhiều nhất đương nhiên chính là chuyên môn của mình. Ngoài công việc ở công ty, ngoài công việc ở cơ quan, Vi lại có thêm một môi trường mới. Môi trường đó cho Vi sáng tạo hoàn toàn, cho Vi có thể tận dụng hết tất cả những kỹ năng, những chuyên môn, tất cả những hiểu biết của mình. Mình nhận ra cái chuyện làm công tác xã hội nó không có đơn thuần là cái việc mà giúp đỡ về mặt vật chất hay tiền bạc. Nó đòi hỏi một cái sự nghiêm túc và đầu tư về cái tầm nhìn dài hạn cho tổ chức. Đó là cái lớn nhất mà mình học được. Cảm nhận lớn nhất của em là em được học rất nhiều về thế giới của những người khiếm thính á. Là em cảm giác là có một cái sự liên kết giữa mình với họ. Và em cũng cảm thấy là em học được nhiều, rất là nhiều về ngôn ngữ ký hiệu và được sự hợp tác và sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của chị Hình là giám đốc trung tâm CD ạ. Thực ra là những cái mà chị nhận lại, chị cảm thấy là nó nhiều hơn rất là nhiều so với những gì mình đã cho đi. Nó rất là ít thôi. Thứ nhất á, là mình có cái nhìn về cái cuộc sống, mình cảm thấy cái cuộc sống của mình hiện giờ đang sống nó tươi hồng hơn rất là nhiều so với trước kia. Thì ngoài khả năng của mình, còn cần phải có sự kiên nhẫn. Nghĩ có một cái rất là quan trọng mà nó có thể tạo ra cái sự khác biệt, đó là sự sáng tạo. Thứ nhất là phải là nhiệt huyết. Đối với Vi, tình nguyện viên chuyên môn cần nhất là trách nhiệm. Em nghĩ là cái phẩm chất quan trọng nhất của mình đó chính là sự cam kết ạ. Phẩm chất quan trọng nhất của người tình nguyện viên đó là năng động. Bạn phải có một cái tâm với lại sự quan tâm cộng đồng. Những phẩm chất quan trọng nhất thì hết lòng về. Nó có một chút sâu sắc và một chút nó công kẻ thì mới có thể làm được những công việc như vậy. I know.